Xin chào các bạn. Hôm nay mình làm món tàu hũ kia cuộn tôm thịt, một món ăn ngon của người Hoa. Các bạn có thể làm nhiều và bảo quản ngăn đông tủ, khi cần chỉ việc lấy ra và chiên giòn lên thôi. Vào bếp cùng mình và thực hiện món ăn này nha. Mình có 50g hành lá, 200g thịt xay, các bạn lựa thịt có chút mỡ nha. 200g tôm đã được làm sạch và lột bỏ phần vỏ. 200g củ năng. Củ năng thì mình bỏ vỏ, cắt hạt lựu nhỏ. Tôm sau khi được làm sạch và ráo hết nước, mình dùng bản dao đập dẹp, rồi băm tôm. Mình băm vừa, không quá nhuyễn. Kế tiếp mình cho thịt xay và tôm vào tô. Rồi cho củ năng và hành lá cắt nhỏ vào. Mình có dùng thêm 50g hành tím băm nữa. Nêm vào một muỗng cà phê muối, một muỗng cà phê đường, một muỗng cà phê hạt nêm, hai muỗng cà phê tiêu xay, 1/2 muỗng cà phê ngũ vị hương, 2 muỗng cà phê dầu mè, 1 muỗng canh bột khoai tây. Mình trộn đều rồi cho thêm một lòng trắng trứng gà vào. Sau đó trộn lên và quết nhân thật dẻo. Mình cho nhân vào ngăn đá tủ lạnh 10 phút, để chút cuốn sẽ dễ hơn. Tàu hũ kia mua về, mình cắt miếng hình chữ nhật, kích thước là 16x20cm nha. Các bạn có thể cắt miếng nhỏ hơn hoặc lớn hơn nha. Mình pha chút bột mì với nước lọc để làm hồ dán. Thấy bột hơi đặc là được rồi. Trước khi cuộn nhân, mình quét một lớp mỏng bột mì lên miếng tàu hũ kia. Rồi cho nhân vào và cuộn lại. Nhân mình cân được 600g. Mình làm được 6 cuốn, mỗi phần là 100g nha các bạn. Sau khi cuộn xong nhân, mình bắt một nồi nước sôi, cho tàu hũ kia vào hấp 10 phút. Hấp xong mình để tàu hũ kia nguội và ráo hơi nước, rồi đem chiên. Dầu chiên các bạn đừng để nóng quá, nếu quá nóng, chiên tàu hũ kia dễ bị đen. Tàu hũ kia đã chín rồi, nên mình chỉ cần chiên vàng và chọn bên ngoài là được. Chiên xong, mình gấp ra để hơi nguội xíu, rồi cắt miếng vừa ăn nè. Vậy là mình đã làm xong món tàu hũ kia cuộn tôm thịt. Tàu hũ kia khi chiên xong, mình ăn liền là thơm ngon nhất, vỏ bên ngoài giòn ngon. Nhân bên trong thơm ngon, rất vừa ăn, phần nhân khi chiên xong cũng không bị khô. Cảm ơn các bạn đã xem và like, nhớ share và subscribe kênh cho mình nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. BB các bạn, mãi yêu.